Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm cho Saga ngạc nhiên và sẽ chuẩn bị một bàn tiệc rất là hoành tráng nha. Thường thường thì mình làm hay làm mấy cái video kiểu mà troll hay là prank kiểu Saga thì tính của mình là gọi là hơi trẻ con và kiểu hơi mình rất ít khi bộc lộ tình cảm, kiểu như giữ trong tim mình thôi vậy ấy. Nghe sến quá. Và hôm nay mình sẽ thử làm một bữa tiệc cực kỳ lãng mạn cho Saga thử xem để Saga phản ứng như thế nào nha. Và trước hết là phải đi chuẩn bị cái đã. Nhìn tóc tai bù xù thế này rồi phải đi cạo râu các kiểu rồi rửa mắt cái đã. Mình mới ngủ dậy lắm các bạn. Saka thì bây giờ đang đi làm rồi nha. Tới nữa tầm 7 giờ tối Saka sẽ về. Bây giờ cạo râu trước nha. Ok. Xài cái này, mình không xài cái máy cạo râu bởi vì nó không tốt bằng cái này. Máy cạo râu cạo nó không có sát bằng cái này, cái này cạo siêu sát luôn các bạn. Ok. Nhiều bạn nói con trai thì không nên chú ý tới ngoại hình, nhưng mà mình nói là con trai vẫn cần phải chú ý tới hình thức này nọ nha. Thế kỷ 21 rồi các bạn, ai cũng chú ý tới ngoại hình hết. Bạn nhìn nó lượm thùm, mà nhìn nó kiểu nó không có sạch sẽ đàng hoàng thì nhìn thì đừng hỏi vì sao bạn chưa có người yêu. Và tiếp theo là đến bước rửa mặt nha các bạn. Tuy mình rửa mặt không cầu kỳ nhưng mình cũng phải rửa mặt sạch sẽ nhất có thể để không bị lên mụn nha các bạn. Cho bạn nào ít quan tâm tới skincare thì cũng phải mua được cái máy rửa mặt này nha. Mình chỉ biết đúng một loại máy rửa mặt này trên thị trường thôi. Bạn bè mình cũng xài rất nhiều, đó là Foreo nha các bạn. Đó, mình xài cái này cũng khá lâu rồi nha. Chứ các bạn thấy nó nhìn rất là manly. Đây là phiên bản Luna 3 dành riêng cho nam giới nha. Cái này có cái đặc biệt là cái đầu silicone đây nè. Nó thiết kế sẵn cho nam giới luôn nên rất là tốt và đặc biệt tốt cho những các bạn nào mà đang nuôi râu nữa. Bây giờ mình sẽ mở app để điều chỉnh chế độ T-Sonic. Các bạn vào app Furio này, các bạn nhấn Luna 3 for Men. Đó, xong rồi các bạn nhấn chữ Store. Đó là chạy nha. Đó. Bây giờ mình sẽ thử rửa nha. Và đặc biệt cái máy này nó rửa mặt các bạn rất là sạch, bởi vì rửa bằng tay á, thì nhiều khi chỉ sạch được khoảng 5/10 thôi. Cái máy này rửa rất là sạch, chắc được tầm 8 hoặc 9/10 luôn á. Và đặc biệt là nó rất là đơn giản nha các bạn. Đó, rửa rất là sạch, rất là dịu nhẹ cho da nữa. Đặc biệt cái vùng chữ T này các bạn phải nhấn mạnh vào để cho nó rửa sạch cái bã dầu nha. Bạn nào đang bị mụn á thì xài cái máy này rất là đỡ mụn luôn. Trước khi mình qua Nhật á là mình bị mụn rất là nhiều nha, đặc biệt cái vùng dưới cổ cho anh nè bị mụn rất là nhiều, nhưng sau khi xài cái máy này thì đỡ hẳn nha. Cộng với khí hậu sạch ở Nhật nữa nó rất là tốt nha. Wow, đúng là sau khi rửa mắt xong mặt mình đúng là kiểu nó siêu sạch luôn các bạn, sạch mà mịn nữa nha, nó không kiểu bị khô á, rất là sạch mà rất là mịn nữa. Wow, tuyệt vời. Ở đây là những thứ đang chuẩn bị nha. Đây là sô cô la. Đây là bánh Doraemon nè các bạn. Đây là dâu, đây là bánh muffin. Và đây là bánh kem. Wow, Saka thì cực kỳ thích đồ ngọt các bạn. Đồ này đúng là gọi là Saka thích nhất luôn á. À, các bạn nhớ đừng có chạm nha, nó rất là nóng. Xong đó nó sẽ khô lại liền, nó sẽ như thế này. Xong để ra dĩa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đốt nến nha các bạn. Nến chắc để hai cây mình kiếm được nến nhỏ xíu nè, không kiếm được nến to. Nến to thì nhìn nó kiểu giống nến thắp bàn thờ các bạn. Nến nhỏ nhỏ vậy cũng được, nến kiểu nến happy birthday ấy. Đó, ok, bàn tiệc nó sẽ như thế này các bạn. Để mình tắt đèn thử. Đó, nhìn rất là lung linh nha các bạn. Ok, để cái này một chút. Đó, quá đẹp luôn. Ok, bây giờ chờ xe cao về thôi. Đó, ok, bây giờ mang suit vào rồi nha các bạn. Áo thun, để thay áo thun ra các bạn. Chắc mặc áo sơ mi vào nha. Ok. Đó, nhìn rất là lạ. A few moments later. Xe cao về rồi. Hello. Hello. Why are you wearing a jacket? Interview? No, it's not interview. It's just a romantic day with you today. Hey, I told you yesterday already, right? Mm. Okay. Now, turn off the light, okay? Okay. Okay, follow me, baby. Not in the neck. Close your eye. Close your eye. I can't. Close your eye, okay? Do not open. I'm frozen. I'm serious. Don't open. Ow!
Close your eyes. Don't open. Don't open, okay? Okay. Close your eyes. Close your eyes. I'm serious. Don't open. Don't open your eyes. Don't open your eyes, okay? Don't open yet. Don't open yet. Don't open yet. Come in here. Come in here a little bit. Come here a little bit. Okay. Open your eyes. Chicken. Do you like it, baby? It's just chicken. Do you like it? I like it. Is that what you were looking for? Chicken. Chicken. Thank you. I think I know what I saw. Now get out. So let me prepare again. Another food. Oh, another food. I don't know. Sure. Okay. Okay. Close your eyes. Okay. Okay. Get in here. Close it. Here. Come here. Come here. Come here. Ooh. Sit down. Sit down on the chair. Okay. Open your eyes. Geraldina. Do you like it? I love it. Did you make this? So. Ooh. I'm just kidding. I bought it. Muffin. So, 진짜 아주요. Doraemon. Do you like it? I love it. You love it? What happened to you today? I don't know. I feel that sometimes I have to be romantic. Thank you. So this chicken or this one? Great. Okay, then I'll eat the chicken. No. Chicken number one. Chicken it. Ooh. Okay, which one you gonna eat first? Red. Red? But because I frung you too much, Yakara, I have to do this to make up for you. Itadakimasu. One time in a year, then, yeah? Mmm. What? So you don't need dinner? You just need to eat this? I want to eat chicken. And then? Now you have to choose between this one or chicken. Correct. Correct? Mmm. Okay. Thank you. Have anything to say? Thank you. Thank you, Daka. I love you. You love it? You don't love me? I love you. Mắt chị xin được. Ok, và bây giờ tụi mình thôi ăn thôi nha. Nếu còn thích video thì nhớ like và subscribe nha. Subscribe nha. Bye bye. Peace to you.